Chào các bạn, tiếp theo hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mô hình một cái ratchet wheel, nghĩa là cái bánh xe. Đấy, bánh xe chuyển động. Đây, hình như trên này. Ở đây hôm nay cái công cụ mình sử dụng chủ yếu giới thiệu là công cụ copy and paste. Ok, trước tiên nhìn vào hình này thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ phải mua hình hai cái đường tròn, một cái đường kính d bằng 0,25 đơn vị để inch và một cái d bằng 1. Tiên các bạn mở giao diện của phần mềm mục geometry trong component systems, có mục geometry các bạn kích vào đây. Các bạn đặt tên, ví dụ như bài 3. Rồi kích đúp vào mục geometry để mở giao diện tính toán mô hình. Các bạn đợi một chút để cho mô hình đây. Mô hình của bạn đây, các bạn kích vào giao diện XY plane, vào màn hình này, màn vị này để hiện một kháng XY. Click vào mục Units để chọn đơn vị inch. Rồi, đây đầu tiên thì mình sẽ mô hình vẽ hai cái tròn trước. Click vào Sketching Circle. Đây, click cho nó hiện chữ P. P này, point kéo ra và một cái nữa dimension một một cái dimension bằng 1. Wow, to quá. Và đây bạn muốn phóng to, trong cái nút này sẽ có nút phóng to đây. Zoom này. Zoom và sẽ dimension tiếp cái đường kính trong. Rồi cái D1 chúng ta có 0,25 thôi. Cái D2 sẽ 1. Bước tiếp theo các bạn nhìn, để mình vẽ được cái bánh răng này, mục tiêu mình sẽ vẽ cái bánh răng, sau đó copy ra đó, thì cái bánh răng này mình sẽ vẽ một cái đường hợp với trục là đây, vẽ một cái đường thẳng này hợp với trục tọa độ đi từ góc tọa độ hợp với nó một góc 15 độ. Mình làm thế nào? Đây, mình sẽ vẽ một cái đường này cho này đi từ góc tọa độ P này. Đây, chạm vào cái đường này. Và mình nhập một cái góc xiên dimension. Dimension ấy, dimension thì mình sẽ nhập một cái góc này. Đây cái góc này. Rồi, mình SD lại sẽ là đây. Cái góc này, góc A4 này thì mình để là 15 độ. Ok. Như vậy là mình đã vẽ xong một cái đường này. Giờ mình mục tiêu nữa, mình vẽ một cái đường thẳng này hợp với trục Y này một góc 60 độ. Thì ở đây mình sẽ vẽ một đường này tiếp đi từ điểm này này P này, mình sẽ chập vào trục tọa độ này. Ok, mình sẽ dimension cho nó một cái góc 60 độ. Đây,
góc này 60 độ. Ok, và bước tiếp theo mình sẽ vẽ một cái đường tròn để mình chim những cái đường không thiết bị. Mình sẽ vẽ một đường tròn đi qua cái điểm giao trục này. Mình sẽ vẽ một đường tròn draw. Ok, mình sẽ vẽ một cái tròn này. Đây, hiện chữ P thì các bạn mới thấy nhé, chạm vào cái đường này. Đấy, mục tiêu của mình tạo ra đường đấy là mình trim những cái đường không cần thiết đi. Đấy, cụ thể ở đây mình sẽ giờ mình sẽ dùng công cụ modify để mình trim những cái đường không cần thiết đi. Đây, đường không cần thiết gồm có những đường gì? Đây này, một này, hai và ba. Đường này, đường này và một cái đường nữa thì mình muốn phóng lên thì sẽ gì đây, rồi cái đường này chim đường này cái đường này này như vậy mình đã được một cái đường mép đây, một cái đường này để mình nhân bản nó lên thì mình dùng cái công cụ là copy. Đây mình sẽ chủ yếu giới thiệu đến công cụ copy thôi. Bạn chọn vào đây modify kéo xuống nhá, đây là một copy này, click vào copy nhá và giữ chuột trái kéo thả để chọn hai phần tử, rồi các bạn kích chuột phải chọn đây. Nếu bạn biết tiếng Anh thì biết là and use plane origin as a handle, bạn sử dụng cái mặt thẳng gốc để mình thực hiện. Ok, góc nhập ở đây thì góc nhập ở đây mình sẽ nhân bản thằng này ra tạo một góc tiếp với cái đường cuối cùng của cái bánh răng này một góc 15 độ, và ở đây thì mình sẽ cho góc ở đây 15 độ. Bạn kích chuột phải, bạn chọn đây rotate by r, âm à, có nghĩa là mình sẽ quay theo góc âm hoặc quay theo dương. Góc dương ở đây nó quy định là ngược chiều kim đồng hồ, vậy mình sẽ quay theo góc âm đó là thuận chiều kim đồng hồ. Đó, mình kích chuột phải tiếp, mình sẽ chọn đây place at plane origin. Đấy, như vậy các bạn đã được một cái đường tương tự. Tiếp theo các bạn kích chuột phải lại rotate by trừ r, lại kích tiếp cứ lặp đi lặp lại như vậy thì chúng ta sẽ được một cái này. Okay, và... rồi, rồi các bạn muốn kết thúc, nó lại đây các bạn kích chuột phải này, các bạn có thể ấn ESC trên màn hình hoặc kích chuột phải chọn End. Ok, tiếp theo giờ mình sẽ, nó lại dùng công cụ copy, mình sẽ copy tất cả cái thứ này, đây, copy 1/4 này ra đây và ra đây, thì các bạn lại chọn nó. Chọn click một chút copy, bạn quét chọn đấy. Sau đó các bạn click chuột phải chọn end use origin plane origin as handle, nhập góc tóc của đây thì mình nhập là 90 độ, bạn click chuột phải rotate âm
Khi chuột phải face at plane origin, bạn sẽ được đường tiếp theo. Và tương tự như vậy, học lại các bước tương tự như trên. Đấy. N. Như vậy là các bạn đã cơ bản là mô hình xong cái đánh răng. Vẫn lưu ý rằng cái mặc dù cái màu sắc của cái bánh răng này nó màu xanh khác, không phải blue, nhưng mà nó đã gọi là xác định trong tọa độ rồi, trong mặt phẳng. Và bước tiếp theo bây giờ là các bạn chuyển sang extrude, kích vào extrude, mở kích vào extrude, apply. Ở đây kích thước của nó là bề dày 0,25, kích 0,25, enter, và kích vào generate tạo ra. Đây, như vậy các bạn đã mô hình xong một cái bánh răng này, rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang mô hình về mực và cũng như là giải bài toán. Bạn cả chuỗi ép thôi mô hình. Desktop. Ok, các bạn chuyển sang mô hình về lực. Các bạn chọn vào Model Structure, Static Structure ở đây. Khi nút vào, bạn kéo Geometry từ trên này xuống. Ok, click vào Model. Chú ý phần này thì mình không chú trọng phân tích quá kỹ về mesh. Mesh lưới. Phần sau thì mình sẽ giải thích kỹ hơn. Là chủ yếu về cho các bạn làm quen với các lệnh cơ bản để mô hình được cái mô hình. Việc mô hình quan trọng là phần rất quan trọng. Và các bạn không cần phải sử dụng các phần mềm hỗ trợ như là SolidWorks hoặc là các phần mềm 3D khác. Để vật thể khác. Ok, đây, mô hình chúng ta vừa mô hình đây. Giờ thì các bạn chọn hệ đơn vị đi. Đơn vị đây, mình đang chọn inch. Inch thì mình sẽ dùng hệ đơn vị như này. US customary. Ok. Giờ bạn mục mesh. Click vào mesh nha. Cái mục relevance chúng sai thì mình để 75 đi. Ok, click vào sizing, định kích thước thì mình để đây, nó họ đang để cost, có nghĩa là cái mesh của nó thì khá là thô, đường khá là to, mình cho file là nó mesh chia phần tử nhỏ. Và các bạn click vào mục statistics đây. Statistics thống kê thì nó sẽ ra được số lượng phần tử của mình và số nút của mình. Đấy, nhưng mà đây mình chưa mesh. Giờ mình mesh thử xem nhé. Generate mesh. Đấy. Bạn có thể thấy đây nó mesh tự động, mesh một cách tự động. Thì xem vào mục đây. Số nút sẽ là hơn 17.183, còn số phần tử sẽ là 3.423. Giờ mình mô hình lực, chuyển sang mô hình lực, kích vào static structure. Ok, ở đây thì mình sẽ mô hình cái tải trọng trước. Đây là pressure, tải trọng phân bố đây, áp lực ấy, thì ở đây mình chọn force, lực tập trung. Ở đây mình sẽ mô hình lực tác dụng tại một điểm này.
nó được bằng 10 đi. Đây mình sẽ mô hình tại mặt này, chọn cái mặt này, ok, apply và force này mình để dưới dạng components cho các phương. Thì phần x thì mình power force thì mình sẽ để khoảng bằng 35 đi, cho y sẽ bằng 40 đi chẳng hạn như vậy. Được. Đây các bạn thấy khi mình viết theo phương x phương y thì họ trong phần mềm họ nó sẽ tính tổng hợp lực luôn cho mình, sẽ giảm lực theo phương này. Giờ mình sẽ mô hình cái điều kiện biên. Điều kiện biên ở đây thì mình sẽ dùng cái friction, đây frictionless support massage. Mình sẽ chọn cái một cái mặt này, ok. Giờ bước tiếp theo là mình sẽ chạy bài toán. Chạy bài toán thì đây mình sẽ solution, giải bài toán. Solution này thì mình sẽ chọn giải hiệu suất là equivalent theo von Mises, theo thuyết năng động phá hủy. Rồi ở cái deformation mình sẽ chọn cái biến dạng mà chuẩn bị theo phương mà đây directional and cả total đi. Còn biến dạng ở đây thì mình sẽ cũng đây chọn equivalent mon vice. Các bạn có thể chọn maximum principle nhé, nó chính ấy, biến dạng chính nó lớn nhất ấy. Đây mình dùng equivalent thôi. Sau khi các bạn mô hình xong cái các bạn chạy ấn solve chạy bài toán, phần mềm cũng khá là nặng đấy. Bạn đợi một thời gian. Ok. Giờ các bạn có thể xem biểu đồ về ứng suất này. Max này, các bạn kích vào max. Đây max. Biểu đồ về min, ứng suất min thì đây. Giá trị min. Giá trị max nó đạt 63.258. Đơn vị là PSI. Còn min đạt 0,65832 PSI. Tiếp theo các bạn chuyển sang xem về ứng suất rồi. Đây là gì? Đây là ứng suất là sang biến dạng. Rồi, các bạn click vào animation để cho nó chạy phim về biến dạng. Wow. Bạn có thể chọn ở đây các bạn có thể đây show under form wireframe, click vào đây các bạn biết được trạng thái ban đầu và trạng thái sau khi biến dạng của nó. Các bạn chạy thì nó nhìn tương quan hay hơn này. Đấy. Đấy, nó sẽ di chuyển ra phương này, vòng tròn này. Đó, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cái mô hình cái ratchet wheel, sử dụng công cụ chủ yếu là copy. Chào các bạn.